dù trong cuộc sống này bạn đầy đủ sung túc dù bạn đi đâu về đâu nhưng bạn cũng không thể thoải mái được bằng chính ở trong ngôi nhà của mình người ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để quay về cuộc sống có bao lo toan vất vả cuộc sống xô bồ làm cho con người ta mệt mỏi gục ngã nhưng căn nhà nơi quê nhà là nơi chứa đựng những yêu thương mà ta dành cho những người thân yêu ai cũng có nhiều nơi để đi đừng ngần ngại in dấu chân mình ở những miền đất hứa nhưng hãy nhớ rằng chỉ có một nơi duy nhất để có thể trở về đó là gia đình căn nhà của bạn nơi bạn có thể rũ bỏ hết ưu tư phiền muộn bỏ qua những cái tiến hay cái lùi những chăn trở vất vả của cuộc sống những con người trưởng thành đủ lông đủ cánh có thể đi mọi nơi mình muốn để tìm kiếm mưu cầu cuộc sống hạnh phúc nhưng có một nơi luôn rộng tay đón bạn về ôm bạn vào lòng xoa dịu những tổn thương trong lòng bạn giúp bạn lên tinh thần mỗi khi yếu lòng hay thất vọng đó là căn nhà của chính mình hãy để cho người dân về nhà thưa quý cô bác anh chị vì mưu sinh hàng trăm ngàn người phải tha phương cầu thực giờ họ gặp khó khăn do dịch bệnh nên họ đang rất cần những vòng tay nhân ái và trách nhiệm mở đường để họ hồi hương trong trật tự không như suy đoán khi sài gòn nới lỏng giãn cách xã hội tức là mạch sinh kế dần được nối lại thì người lao động ngoại tỉnh sẽ yên tâm bám trụ nhưng trên thực tế dòng người tự phát đổ về quê hương bằng phương tiện cá nhân, đông không tưởng diễn ra nhiều ngày qua và chưa hề chấm dứt. Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Long An là những nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và thu hút phần lớn lao động ở các tỉnh. Theo thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, hiện có khoảng 3,5 triệu người các tỉnh thành trong cả nước đang làm việc tại bốn tỉnh nêu trên. Trong đó, có 2,1 triệu người đang có nguyện vọng về quê dòng người về quê đều tự biết ý thức đi lại và đi đông như vậy là thiếu an toàn về phòng dịch là sai quy định và chắc chắn sẽ bị chặn lại xong họ vẫn liều mình chất cả nhà lên xe bởi vì sợ đói hơn sợ covid khi túi đã rỗng từ lâu nhà thì ở trọ việc thì chưa có đâu thể nương nhờ vào các gói an sinh của địa phương mãi được còn cái thì học hành trực tuyến chật vuột. Về quê, dù còn nghèo hay khấm khá, song lúc này vẫn hơn trụ lại nơi đất khách quê người bởi chút được bao gánh lo, mở mắt là phải trả tiền nhà, cơm áo gạo tiền trăm thứ, trong khi thu nhập thì chẳng thấy đâu. Nguyện vọng hồi hương của người dân là rất chính đáng. Có điều trong bối cảnh bệnh dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác còn khá phức tạp như thời gian này, thì những làn sóng di dân tự phát đã đặt các địa phương vào thế khó khăn. Ngăn cản không tiếp nhận thì vừa sai luật vừa trái đạo lý, mà thả cửa thì dễ vỡ trận vì khả năng chăm lo mọi mặt của địa phương có hạn. Sóc Trăng là một trong những địa phương sớm quá tải. Ngày 3 tháng 10, tỉnh này cùng nhiều tỉnh miền Tây kiến nghị tổ công tác đặc biệt của chính phủ tạm ngưng cho người dân về quê. Thời gian ngưng tiếp nhận 15 ngày. Cứ mở rồi lại đóng cứ tỉnh này cho qua, tỉnh kia ngăn lại, điệp khúc khổ ải này vang lên thêm lần nữa. Cho dù trước ngày 30 tháng 9, khi thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị nới lỏng giãn cách xã hội, đã có những cảnh báo về sự thiếu nhất quán, thiếu đồng bộ sẽ xảy ra. Qua đây cho thấy các địa phương liên quan không liên kết và thông suốt với nhau. Chưa hết, quan sát lý do 13 tỉnh thành Tây Nam Bộ ngưng tiếp nhận 15 ngày để chuẩn bị mọi mặt và lo chu đáo cho số bà con đã về thì đủ thấy các địa phương này đã bị động, thiếu dự báo về tình huống thực tế này như thế nào. Thủ tướng đã lưu ý các địa phương tuyên truyền vận động để người dân ổn định cuộc sống, không di chuyển tự phát, trường hợp người lao động quyết tâm về quê thì tổ chức đưa đón có trật tự, an toàn, thực hiện đồng bộ giải pháp. Như vậy, ngay từ tuần trước, nếu các tỉnh đã lường trước được tình hình và chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó thì để đến ngày 1 tháng 10 tổ chức đưa đón người dân thì đã không xảy ra cảnh tượng buồn như mấy ngày hôm nay. Tỉnh Phú Yên gần 2 tháng qua đã liên tục tổ chức đưa dân của mình từ Sài Gòn và Bình Dương về quê với hơn 18.000 người. Tất cả đều đảm bảo an toàn phòng dịch. Đây là tỉnh xa thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa khá giả gì mà làm được và làm tốt thì tại sao các tỉnh gần thành phố Hồ Chí Minh hơn lại không làm được? Xe cổ không thiếu, các tỉnh cần tổ chức thật sớm, các chuyến, xe, đưa bà con có nguyện vọng về quê. Sau khi sàng lọc y tế thì nên cho hầu hết cách ly tại nhà. Bố trí lực lượng địa phương giám sát chặt chẽ, chỉ đưa đi cách ly, điều trị, các trường hợp F0. Cách ly tại nhà đang là xu thế tiến bộ và hiệu quả. Làm kiểu này thì không tốn nguồn lực bao nhiêu và được người dân ủng hộ. Trên thực tế, mọi người ai đều muốn có việc làm và có cuộc sống ổn định. Những người lao động với mức lương 10 triệu một tháng mà nghỉ việc 4 tháng nay rồi thì còn tiền đâu để sống. Nhìn thảm cảnh những cặp vợ chồng dắt trẻ con tiểu tụy đói khát, đôi mắt thất thần thật đáng thương. Những người dân này không còn đường lùi. Điều quan trọng là nhà nước phải tổ chức những cuộc hồi hương một cách an toàn và chu đáo cho họ. Bây giờ không phải là lúc nói ý thức sáo rỗng, vì túi tiền đã rỗng, bao nhu cầu cho gia đình. Không biết bấu víu vào đâu. Bạn Xuân ngữ cho biết, 4 tháng giãn cách, mình ở tâm dịch Bình Dương được hỗ trợ đúng 10 kg gạo và khoảng 3 kg rau quả. Mình có nhà còn khó khăn, huống hồ công nhân thuê trọ mấy tháng không làm, không tiền phát sinh đủ thứ nhiều gói hỗ trợ đa số chưa đến tay người lao động nên họ về quê là chính xác. Các địa phương nên hướng dẫn họ tự cách ly ở nhà và được giám sát chặt chẽ chứ cứ chặn chốt không phải là giải pháp hay. Việc những người lao động làm thuê tại các thành phố lớn về quê sau những gì họ đã trải qua không có gì phải ngạc nhiên, đó là lẽ thường tình là tất yếu, chỉ những ai chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh hoặc không có người thân nằm trong hoàn cảnh đó mới đặt câu hỏi tại sao thậm chí còn ngạc nhiên những công nhân không có việc làm phải năn nỉ may rủi nhờ vào lòng thương của các chủ nhà trọ để miễn giảm tiền họ đâu ngóng trông từng túi thức ăn của các chú bộ đội mang đến những nhà hảo tâm tất cả đều thiếu thốn tù túng luôn tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật trầm cảm lo âu thậm chí có nhiều người ra đi không có một người thân bên cạnh những người đang trên đường về quê Họ đã suốt thời gian dài trong căn nhà của người khác cho thuê Chật trội, bức bối, không thể làm gì ngoài bốn bức tường Trừ những người đã làm việc qua mạng rất ít Họ sống trong tâm trạng thực tế như vậy Thử hỏi nếu là chúng ta, chúng ta sẽ phải làm gì? Hãy sắp xếp mọi điều kiện của địa phương mình Để tiếp nhận những người con khốn khổ vì đại dịch trở về với chúng ta Sẽ là thách thức to lớn khi mở cửa hoạt động trở lại vì thiếu lao động, các ông chủ hãy biết điều đó, hãy có những chính sách thấu đáo để người lao động tin rằng nếu một ngày nào đó dịch bệnh lại bùng nổ thì liệu có kịp về quê, kịch bản có khác gì, hay tốt nhất là củ khoai, củ sắn, con cua, con ốc sống qua ngày cùng cha mẹ người thân, dù khổ nhưng vẫn tự do sống bình chính sức lao động của mình. Nhiều ý kiến cho rằng nên ủng hộ việc về quê 120 ngày cách ly xã hội, sống trong lo âu, suốt ngày ở trong nhà, âm thanh ngày đêm ám ảnh là tiếng xe cứu thương hú hú. Về quê, sống trong ngôi nhà của mình, tự do đi lại, có gì ăn đó, ra đồng, bắt con cua, con cá, hái cây rau dại, nhưng vẫn sướng. Quê hương là chùm khế ngọt, cho con chèo hái mỗi ngày, quê hương sao nỡ đọa đầy, nên tổ chức đón họ về quê có những biện pháp phương án quản lý đúng nếu để họ về một cách tự phát thì sẽ dễ lây lan dịch bệnh hiện nay chỉ có thành phố Hồ Chí Minh được phủ vaccine tương đối đầy đủ trong khi hầu hết các tỉnh thành đa số người dân chưa được tiêm vaccine nếu người dân về quê một cách tự phát không kiểm soát thì hậu quả sẽ rất lớn về mặt sức khỏe và đặc biệt là tính mạng vì có thể mang mầm bệnh lây nhiễm cho người dân và các tỉnh thành chưa được bảo vệ bởi vaccine. Thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa gần 4 tháng và bao nhiêu người nhiễm, bao nhiêu người tử vong? Vì vậy, bà con về quê cũng nên có ý thức trách nhiệm để không lây nhiễm bệnh cho người thân của gia đình. Đó cũng là lý do chính quyền chưa muốn người dân tự phát về quê. Bởi sau một thời gian bị giãn cách, họ như những lò xo so bị nén quá mức, giờ họ chỉ muốn được bung ra, sau khi bung hết có khi họ lại có nhu cầu quay lại thành phố tìm việc. Vì vậy, hãy để họ xả stress và có kế hoạch đón họ trở lại làm việc. Thưa quý vị và các bạn, song song với gánh nặng điều trị các ca mắc COVID, ngành y tế cũng đang phải đối mặt với thực trạng nhiều người bệnh đã phục hồi có các triệu chứng COVID kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí là vài tháng, gọi là hội chứng hậu COVID-19. Bên cạnh đó, nhiều người dân bị ở nhà lâu ngày cũng có những hội chứng tương tự. Bác sĩ chuyên khoa Lê Thúy Hằng, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gần 2 năm kể từ khi xuất hiện, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn bùng nổ trên diện rộng không chỉ ở Việt Nam mà còn xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Song song với cách nặng điều trị các ca nhiễm, ngành y tế còn phải đối mặt với triệu chứng thực trạng nhiều người bệnh đã hồi phục sau nhiễm COVID vẫn có các triệu chứng kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí vài tháng, gây ảnh hưởng trong đời sống hàng ngày của họ. Những người mắc căn bệnh này được gọi là hội chứng hậu COVID-19 hoặc COVID kéo dài. Các triệu chứng phổ biến nhất là mệt mỏi, các biểu hiện về tâm thần như thần kinh, khó thở, lo lắng, trầm cảm, suy giảm khả năng chú ý, tập trung, giảm trí nhớ và giấc ngủ làm chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng. Covid-19 khiến tất cả mọi người bị stress, mức độ stress càng cao, các vấn đề tâm thần càng dễ khởi phát hoặc tăng nặng. Theo khảo sát của Đại học Y Dược Huế cho thấy, 16% người tham gia đánh giá các chỉ số hạnh phúc của mình ở mức kém. Nhiều văn phòng tâm lý ghi nhận tình trạng khách tăng đột biến. Một cơ sở quận Ba Đình Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, lượng khách tìm đến tăng gấp 3 những phòng khám tham vấn tâm lý khác ở quận Thanh Xuân tiết lộ chỉ riêng tháng 6 năm 2021, người đến kiểm tra sức khỏe tâm thần tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 60% có biểu hiện bất ổn cần sự trợ giúp. Tiến sĩ tâm lý Đỗ Hồng Nhung, giảng viên Đại học Thái Nguyên cho biết, một số người mắc Covid lo lắng về nguy cơ tái nhiễm hoặc bị kỳ thị, cũng có bệnh nhân sợ mình trở nặng thành nguồn lây bệnh cho người khác bạn Long ở quận Bình Tân là một ví dụ. Dù đã khỏi bệnh từ 2 tháng trước, chàng trai 20 tuổi vẫn quyết định giữ khoảng cách với cộng đồng bằng cách nghỉ hẳn công việc tại nhà máy ở nhà phụ bố mẹ bán hàng. Ngoài ra, một số người được hưởng lợi từ đợt giãn cách chưa sẵn sàng từ bỏ những lợi ích đó. Điều này dễ nhận thấy ở những nhân viên có thể làm việc từ xa mà lương vẫn giữ nguyên, như bạn Linh chú tại nhà bè. Làm việc ở nhà thì không phải trang điểm cũng không phải tốn hai tiếng mấy di chuyển mỗi ngày. Cô nhân viên truyền thông 29 tuổi nói, để xoa dịu lỗi lo ra đường sau giãn cách của người dân, tiến sĩ Đỗ Hồng Nhung khuyến nghị các cơ quan, tổ chức cần hình thành bộ quy tắc ứng xử mới. Bộ quy tắc này tôn trọng nhu cầu bảo vệ sức khỏe của người khác, không tung tin đồn, không kỳ thị người mắc Covid đã khỏi bệnh, linh hoạt về hình thức làm việc, trực tiếp, trực tuyến hỗ trợ nhân viên nếu họ ở trong vùng dịch hay chi phí xét nghiệm điều trị hay giấy đi đường